Khán giả không được bắt chước phạm tội. Cảnh nó chảy ra con vi lại không quay. Đừng mẹ có mày ngủ không? Đừng có nói gì lộ kết quả cho mấy bà. Thẳng đây đi. Dạ ok ok. Mấy bà đền lát rác mấy bà ra đó. Bán nhà bán cửa. Em tin Vũ Vương với cô Khanh sẽ tiêu diệt được Vành Môi. Lộ rồi. Tập căng nhất, tập căng nhất của Vành Môi là tập nào nhỉ? Với cả người ấy là tập 3. Tập 3 đúng rồi. Tập 3 đúng không? Không được lộ. Không, mình nói thế thôi, mình nói thế thôi, mình không nói là gì. Không được nghĩ lại cho mình. Không kể diễn biến, không kể diễn biến, không kể diễn biến. Tập 3 đúng không? Tập 3 là đại chiến. Tập 2 cũng căng, tập 4 cũng căng, tập 5 căng hết. Căng đều. Tập 1 căng đều. Cô Ba Trà và cô Tư Nhĩ nhá. Đúng không? Là tập 3 đúng không? Em đang ngồi nhớ lại tập 3. Em có biết đâu, em có được đóng tập 3 đâu em biết. Ủa? Căng cực. Không được nói cái đấy, nhưng mà nó điêu đấy mọi người. Không được tung hỏa mù như thế, em không được lừa dối khán giả, không được bắt chước phạm tội. Hay quá. Đứa này đi với con bò. Đứa nào trong team tao nha. Tao cấm tạo drama nổi tiếng kiểu vớ vẩn. Thằng Tất Vinh đi anh. Em làm gì á? Anh Phạm Phạm nói đúng mày, em nói trước này. Con Tất Vinh mà vào trong vòng kim mà mỏ hỗn là mày thiệt thân đấy nha, nói trước. Chết rồi nhưng mà Sukarna quá trời. Thôi kệ đi em lỡ nào rồi. Một màu sắc. Em ơi nhà em khóa cô Mai Khanh lắm luôn ấy trời ơi. Ta bà đang lại chọn One Ball Sukarna thì mới có cái kịch hay cho mọi người coi. Em thấy là một người thích cô Mai Khanh rất nhiều luôn. Mọi người comment ủng hộ cô Mai Khanh nhiều lắm luôn ấy. Nhưng mà chắc không biết cô đọc được những comment đấy không. Có một bạn comment rất chuẩn này. Thí sinh thì nên có giới hạn thôi, để đỡ dễ bị trái chiều nha. Mà bọn em hỗn được, nhưng mà bọn em đừng có kiểu bị sân si quá, hiểu không? Tài năng nó thể hiện hết trên set á. Nên là bọn em không cần thiết, bọn em phải thể hiện trong phòng kia là con này như này, thằng kia như kia, không cần. Khán giả quay lưng bọn em chết đấy. Thằng kia đang lo, cái thằng kia run quá rồi chúng mày kìa. Thằng bên nó run, con này vào phòng trả kia chắc chắn mỏng hỗn luôn. Nghĩ ai bắn quân vậy hả? Mọi người nghĩ ai là quan quân rồi? Nghĩ mọi người là mọi người đang mong chờ một cái gì đó từ đáp lý cô Ba Trà và cô Tư Nhị đúng không? Tập 3 nha. Hay quá. Đấy tôi chỉ nói thế thôi, gợi ý thế thôi. Tập 3 là cũng là căng thẳng từ đầu đến cuối đấy. Đó mọi người cứ đón chờ tập 3 đi nha. 4 đều căng thẳng hết. 2 đều 4 căng thẳng hết luôn. Tiêu thú sẽ là quán quân mùa 1, cảm ơn anh cường cá. Đây mọi người hiểu không? Ví dụ như là những cái chương trình sang hẳn ấy, mình nhận là chương trình mình chợ. Tại sao? Tại vì chúng mình là cái chợ bán hàng. Nên là mình nhận là chương trình mình chợ nha mọi người. Tuy nhiên mọi người phải hiểu là ví dụ như là chị Hồ Ngọc Hà, chị Thanh Hằng hay là chị Hương Giang thử, mọi người đều là celeb. Nên mọi người sẽ biết cách giữ hình ảnh của một nghệ sĩ. Nên là thường thì các chị cũng rất là sang và các chị nói chỉ nói chung chung thôi. Nhưng mà cái hội KOL này nói thật mọi người luôn, không để đang ai cả. Nên là nhiều khi á bị nói ra những cái câu nó rất là trợ búa và nó rất là căng thẳng. Tại vì nhiều khi ở trong một cuộc thi, một cái khuôn khổ, mình đặt mình vào trong một cái cuộc thi thì mình sẽ bị kiểu hơn thua á mọi người. Ai chả hơn thua, ai chả muốn tin mình thắng. Nhưng mà nó muốn chia sẻ cho mọi người một cái vấn đề là Phạm Thoại á, tập 1 là chương trình cứu Phạm Thoại rất nhiều. Nếu mà chương trình để full tất cả những cái cử chỉ hành động của Phạm Thoại nha, chắc chắn lên tập 1 Phạm Thoại bị chửi cho banh xác. Tao chỉ dám chia sẻ vậy thôi. Bởi vì mọi người ơi, mình ghi hình cả một ngày dài mà phát lên sóng có 3 tiếng là cố gắng gom lắm rồi. Cho nên là chương trình đã cắt bớt những cái câu rất là ghê gớm của Phạm Thoại rồi. Vũ Thu Phương mời Vũ Thu Phương nè. Chị Phương ơi. Trời ơi, cái mỏ chị Phương lên. Chị Phương. Cái mỏ chị Phương lên đây thì nó phải gọi là luôn đi. Thế rồi chị yêu. Chị mở cam luôn. Chị mở cam đi chị. Em ơi, thật sự là 3 cái mặt của bà lên luôn này. Tài la. Hello mọi người. Sawasdee ka. Sawasdee ka.